Dù có trả giá, cũng phải tiến hành đổi mới hai. Ai sẽ tiến hành đổi mới lần thứ hai? Đó là hàm ý của ông Lê Kiên Thành, con trai ông Lê Duẩn, trong bài viết Nghĩ về cuộc đời, cuộc đổi mới lần thứ hai, đăng trên báo Công an Nhân dân ngày 19 tháng 2, 2017. Trong đảng gọi là đổi mới hai, đổi mới chính trị, còn Mỹ và nhân dân Việt Nam gọi là chuyển hóa. Bài viết được đăng trên cơ quan ngôn luận của ngành công an, do đó có thể hiểu đây cũng là một phần quan điểm của Bộ trưởng Công an Tô Lâm và xa hơn nữa là tiền nhiệm Bộ trưởng, ông Trần Đại Quang. Chúng ta cần nhớ lại những kinh nghiệm lịch sử, câu chuyện Hungary cũng có thể chuyển hóa sau nhiều lần trì hoãn vì bị Liên Xô hăm dọa tấn công là điều cần tham khảo. Mãi đến khi 1989, lúc Liên Xô suy yếu thì Hungary mới chuyển hóa được dù đã trồi lên thụt xuống trước đó khoảng 10 năm. Chuyện này một lần nữa đang lặp lại ở Việt Nam. Nhớ lời thượng nghị sĩ Mỹ khi thăm Hà Nội vào năm 2014 vì Trung Quốc hạ đặt giàn khoan, chúng ta phải nhanh lên, từ chúng ta ở đây nói rộng là quan hệ Việt-Mỹ, nói hẹp là tư thế đại diện cho Mỹ của M. Kain nói với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Lá bài giàn khoan HD981 khi đó được thảy lên bàn cờ Việt-Trung chính là lời đe dọa của Trung Quốc khi muốn đè nén xu hướng đổi mới chính trị do Nguyễn Tân Dũng thúc đẩy. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng thua cuộc Đại hội 12 phần lớn đến từ sự đe dọa của Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam nếu ông không thể làm Tổng Bí thư, phát biểu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu có va chạm ở Biển Đông, chúng ta có thể ổn định mà tiến hành hội họp được không? Sau khi tái cử Đại hội 12 là một bằng chứng cho sự đe dọa đó, trong bối cảnh chính sách cải lương của Obama với Trung Quốc đang là xu thế, xu hướng lúc đó, việc Mỹ đứng sau Việt Nam khi Trung Quốc nổ ra là điều khó khăn khả thi. Một lần nữa, trong bàn cờ khu vực, Việt Nam lại là phụ thuộc, là đánh mất cơ hội thay đổi chính của mình. Chúng ta có thể thấy rõ sau khi ông Dũng về hưu, trong đảng có sự chuyển dịch vai trò, quyền lực, vị trí thủ tướng trong đối ngoại và đối nội, thay vì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kế thừa theo truyền thống thì nay có sự đổi thay mạnh mẽ. Nó chuyển dịch sang vị trí của Chủ tịch nước, của ông Trần Đại Quang, sự thỏa thuận rút lui của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm xong vai trò chiến thuật của nó, đó là giữ cho Việt Nam yên ổn để chờ Trump và chờ Mỹ. Là để ông Trần Đại Quang kế thừa đường lối của mình, tôi gọi những ông Trần Đại Quang đang làm là theo đường lối của Dũng mà không có Dũng. Nghĩa là giờ đây ông Trần Đại Quang tiếp tục thúc đẩy chính sách thân nghĩa, chính sách Mỹ và thực hiện đổi mới hai do ông Dũng khởi xướng. Điều này đã được Mỹ chứng minh qua việc ông Quang chủ trì chính khi tiếp đoàn Obama và nhận thư do Trump gửi, chứ không phải Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Trần Đại Quang đã và có cái mà năm xưa ông Nguyễn Tân Dũng không có, đó là việc Mỹ, Việt đã kêu gọi hai chục đồng minh Mỹ, Anh, Pháp và Nhật, Úc, Ấn, Việt quay trở lại để ngăn cản Trung Quốc bành trướng Biển Đông. Trong bối cảnh xu hướng đổi mới thân Mỹ trong đảng lúc này thắng thế, việc Trung Quốc còn đe dọa Việt Nam nữa là điều Trung Quốc sẽ phải thận trọng hơn nếu không muốn trả giá nặng nề. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Trung ương 5 chuẩn bị khai mạc là hội nghị bán lề để tiến hành tiến tới bàn bạc nhân sự ở Hội nghị Trung ương 6 vào cuối năm. Hãy nhớ lại, cũng ở mốc ngày khóa 11 của Đảng 6 năm trước, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã thoát kỷ luật Đảng để thấy rõ quan trọng với Đảng như thế nào. Và thay cho ông Dũng thì là ông Đinh La Thăng, lần này bị mang ra Ban chấp hành Trung ương bỏ xẻ. Dù ông Dũng từng có chỉ đạo phải xử lý sai phạm ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thời ông Thăng còn làm chủ tịch, nhưng đó là quan hệ công việc, chứ ông Thăng vẫn là người được coi là gần gũi với ông Dũng. Ít nhất là bài phát biểu ủng hộ Bob Kennedy qua Việt Nam làm chủ tịch Fulbright, bất chấp quan điểm ngầm mang tính phản đối của báo của phái bảo thủ khi chỉ đạo báo Tuổi Trẻ tháo bài phát biểu của ông Thăng. Ông Thăng
cho thấy ông vẫn là một người giữ gìn đường lối của ông Nguyễn Tân Dũng. Những gì Chủ tịch Trần Đại Quang đang muốn, ông Trần Đại Quang là người được ông Dũng cơ cấu ủng hộ và đưa vào đường lối Tân Mỹ từ khi ông Quang chưa là Bộ trưởng. Hãy nhìn Bộ Công an đã và đang cải cách theo mô hình cơ quan an ninh của Mỹ từ 10 năm nay để thấy quyết tâm đổi mới của ông. Điều này càng được khẳng định thêm khi chính ông Trần Đại Quang là người thực hiện việc ngăn chặn sự quá đà trong quan hệ quốc phòng Việt Trung của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh trong quá khứ. Từ khi là Chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang thúc đẩy dần việc đặt hiến pháp cao hơn đảng pháp, ví dụ như đề cao vai trò của Hội đồng Quốc phòng An ninh theo đúng tinh thần hiến pháp quy định, cũng như thúc đẩy việc chuyển giao quyền lực thẩm nắm quân đội từ Quân ủy Trung ương sang cho Chủ tịch nước, đúng với bản chất danh xưng Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang của chức danh này. Chúng ta có thể thấy xu hướng này từ phát biểu ủng hộ việc mở rộng quyền cho Chủ tịch nước từ các đại biểu Quốc hội tiến bộ ở nghị trường trong năm 2016. Trong tư thế đó, ông Quang bước vào hội nghị Trung ương năm với hội nghị theo tôi đánh giá là khả năng căng thẳng, nó quyết định mức án mà hội nghị Trung ương 6 sẽ tuyên trong Đinh La Thăng. Bên cạnh đó, ông Quang còn nói với cử tri sẽ xem xét đổi luật đất đai, phù đồng tâm và ban hành luật biểu tình đúng quy định, thận trọng nhưng sẽ làm. Ông Quang đang thúc đẩy đảng phải làm rõ những vấn đề từ xưa nay đảng có xu hướng tránh né. Trong buổi tiếp xúc cử tri mới đây gần nhất, ông Quang còn nói chúng ta giữ kỷ cương pháp luật nhưng phải phát huy dân chủ cơ sở. Hội nghị Trung ương 5 cũng sẽ bàn về nhất thể hóa chức danh bí thư và chủ tịch cấp tỉnh. Nếu đang làm điều này là để giảm chi phí, tinh gọn bộ máy trong bối cảnh ngân sách đất nước đang khó khăn, thì cá nhân ông Quang cũng làm điều này để về sau đảng có thể nhất thể hóa chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước. Tuy nhiên, lâu nay Trung Quốc chưa bao giờ muốn Việt Nam tiến hành nhất thể hóa ở cấp tối cao. Hội nghị Trung ương 5 của đảng sẽ bắt đầu với những vấn đề gai góc, căng thẳng, chưa có tiền lệ như từ trước đến nay. Trong trạng thái mọi thứ đều tĩnh nhưng không hứa hẹn điều gì khả quan, thì bất kỳ sự thay đổi nào cũng sẽ sinh ra thách thức và cơ hội. Vấn đề là lực lượng đổi mới có quyết tâm như ông Lê Kiên Thành nói hay không. Tôi mong ông Trần Đại Quang, dù xuất thân từ lực lượng xưa nay bảo hoàng hơn vua, nhưng sẽ bước vào hội nghị Trung ương trong khí thế và tinh thần quyết tâm kế thừa đường lối cải cách của Nguyễn Tấn Dũng. Điều đó phù hợp với tâm tư quần chúng nhân dân, của đảng viên yêu nước và cả chiến lược hợp tác Việt Mỹ. Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Đại tướng Martin Dempsey đã từng nói khi đến Việt Nam vào năm 2014, chúng ta hãy nhìn vào quan hệ Việt Mỹ ở 50 năm nữa, muốn đạt được mốc nó bắt đầu từ bây giờ đã là hơi muộn, nhưng còn hơn không. Các bạn vừa nghe bài Dù có trả giá cũng phải tiến hành đổi mới 2 của nhà báo Nguyễn An Dân với phần trình bày của Nguyễn Phong, thoibao.de. Các bạn hãy bấm nút đăng ký để nhận được thường xuyên các thông tin mới nhất về hiện tình hình của Việt Nam. Trân trọng cảm ơn các bạn đã chú ý và lắng nghe.